bọn em đang chạy khoảng độ 60 km/h để sẽ bay thử đây. Hiện tại mình đang ở Đà Nẵng rồi, hôm qua đi tàu và hôm nay mình đang ở Đà Nẵng rồi. Và ở cái clip này thì mình sẽ giải quyết một cái câu chuyện, đó là có nên mua Mavic Air ở thời điểm hiện tại là khoảng tháng 9, tháng 10, gần cuối năm 2018 rồi, mới sắp qua 2019 rồi. Nó đã ra cái Mavic 2 Pro hay là Mavic Zoom rồi, nhưng mà có nên mua Mavic Air không? Thì đầu tiên mà mình bất ngờ đó là cái Mavic Air này nó có thể bỏ ngay trong túi, còn cái remote cũng rất là nhỏ. Cái remote này nó hay hơn cái Spark, đó là cái nút này nó gỡ ra được và mình gắn vào trong này. Nếu mà Spark thì có thêm cái diện tích chỗ này, mình sẽ rất là khó để bỏ vào trong cặp. Bây giờ mình về tới nhà rồi, kiểu như là sẽ có nhiều góc quay ở trên cao như là như thế này nè. Cái cảnh vừa rồi thì mình cũng có một vài shot quay bằng con Mavic Air này. Và trước đây thì mình cũng có dùng con Mavic Air này để đi quay hay đi du lịch một số nơi. Thì mình cảm thấy khá là hài lòng ở chỗ là nó rất là nhỏ gọn. Thậm chí là nhỏ gọn hơn con DJI Spark. Nhưng mà nó lại có sức mạnh quay phim của Mavic Pro, gần bằng Mavic Pro. Nhưng mà nếu mà so sánh giữa con này với con Mavic Pro thì con này vẫn nhỉnh hơn Mavic Pro ở khá là nhiều yếu tố, ngoại trừ việc là sóng. Sóng của nó thì không ổn định bằng Mavic Pro nhưng mà lại tốt hơn Spark, có nghĩa là nó là con lai giữa Spark và Mavic Pro. Cái việc thiết kế của nó có thể gấp gọn lại và nhỏ, chúng ta có thể bỏ vào trong túi rất là dễ dàng. Mình vô cùng thích cái điều này luôn, bởi vì khi mà đi du lịch á, khi mà mang vác đồ đi xa thì các bạn mới hiểu được là cái việc nhỏ gọn nó quan trọng đến nhường nào. Vì một tí xíu chỗ của ba lô thì chúng ta cũng có thể đựng được thêm cái GoPro hoặc là một cái viên pin, rất là quan trọng. Nên là nhỏ gọn là yếu tố ưu tiên hàng đầu của mình. Và thực tế mà nói thì ở thời điểm hiện tại thì chưa có cái con flycam nào mà có chất lượng quay tốt, có gimbal mà nhỏ gọn như con Mavic Air này. Nó là nhỏ gọn nhất thế giới luôn á, nhỏ hơn Spark nhiều. Và chắc hẳn cái điều mà các bạn quan tâm nhất có lẽ là hình ảnh, chất lượng hình ảnh cho ra như thế nào, đúng không? Thì con Mavic Air này nó bá đạo, quay được 4K, quay 1080 được 120 frame, nhưng mà mình khuyên là nên quay ở 60 frame thôi, tại 120 frame thì nhanh hết pin lắm. Và rất là mượt mà bởi vì nó có gimbal 30. Khác với lại Spark, tại vì Spark á, là nó gimbal 20 và khi các bạn ban hay là các bạn làm những cái thao tác về di chuyển á, thì cái việc mượt mà của nó không mượt bằng 30 được. Thêm nữa là cái chip xử lý của Mavic Air này rất là nhanh, rất là tốt, dẫn đến là hình ảnh mượt mà, tại vì nó xử lý được 4K mà. Còn Spark á, hay là những cái camera mà rẻ rẻ một tí á, thì các bạn sẽ thấy là khi mà các bạn quay camera ban á, thì hình ảnh nó sẽ bị dịch. Nó liên quan tới việc chip xử lý hay như thế nào đấy. Nhưng mà con Mavic Air này thì nó hoàn hảo với việc đó. Nó xử lý khá tốt, hình ảnh mượt mà, chất lượng rõ nét. Tất nhiên là không thể so được với lại hai em Mavic mới, Mavic Pro Zoom 2 gì đó, bây giờ quay được tới 10 bit thì không nói rồi. Ngay cả Mavic Pro thì nó còn thua nữa cơ mà. Mà đối với cái tầm mà nghiệp dư á, hay là cái tầm mà những người YouTuber hay những người creator á, những người mà làm sáng tạo nội dung mà đăng lên YouTube á, thì mình nghĩ là con Mavic Air này quá phù hợp. Còn anh em nào mà nếu mà làm để mà quay dịch vụ á, hay là làm để mà kiếm tiền từ cái việc là quay flycam á, thì ok, có thể là yêu cầu chất lượng cao hơn. Chứ còn nếu mà chỉ làm YouTube hay là chỉ quay những cái việc thước phim gia đình á, thì con Mavic Air này nó quá là đủ, thực ra là quá dư. Sơ bộ thì mình đánh giá qua như vậy thôi, chứ còn về những cái chi tiết sâu vào, ví dụ như là những cái mod bay thông minh hay là như thế nào thì chắc là mình sẽ để clip sau. Tại vì dạo này mình cũng khá bận, cho nên việc quay clip thì nó chỉ những cái đoạn ngắn mà có thể mình sẽ làm theo series A. Bạn nào có hứng thú hay là bạn nào cần hỏi gì về chi tiết về con Mavic Air này trước khi mua thì các bạn cứ comment phía bên dưới, mình sẽ test ở các cái clip sau nhá. Và quay lại cái câu hỏi mà lúc đầu, thì các bạn thấy á, là
Nếu như con ma vứt này nó ở trên một cái tàu nha, cái tàu đang chạy 60 km/h ha. Ví dụ như một cái tàu như thế này thì con tàu đang chạy so với mặt đất đang chạy 60 km/h đúng không? Thì khi bay cái con ma vứt lên á thì nó sẽ bị đập vô thành tàu, nó dừng lại hay là nó bay theo cái ở bên trong tàu luôn. Theo các bạn thì sao? Và lý do tại sao? Nói thì là nói vậy chứ cái này đến bao giờ mới hỏng nói thật, chứ nếu mà kiểu rơi kiểu tầm 1 mét trở xuống mình nghĩ là chắc không bao giờ hư đâu, có thể là nó sẽ lỏng lỏng hay là nó sẽ giảm cái độ mới thôi. Chứ còn trường hợp ví dụ như mà cánh mà nó có đập vô tường á thì nó gãy cánh thì mình sẽ thay bộ cánh mới. Trường hợp mà nó có hư gimbal, nó có hỏng gimbal thì cũng khó lắm, bởi vì cái gimbal này nó lọt phía bên trong nha. Khi mà nó rơi xuống thì thường nó đập mấy cái thành này vô này, chứ không như con Mavic Pro là cái gimbal nó lòi xuống dưới. Mavic Pro là cứ rơi là gãy với gimbal, không có tránh được, nhưng mà con Mavic này thì cho bò, nó bảo vệ bên ngoài hết thế này làm sao mà hư được. Mà trường hợp có hư thì cũng đi sửa. Sửa ở đâu thì gocamera.vn, cứ tới gocamera.vn, 246 Cao Thắng, quận 3. Đấy, hỏi Mr. Bách, bạn Mr. Cường nha. Đấy, cửa hàng. À, thì tới đó anh em mua hay sửa gì đó thì tới đó chế độ bảo hành với sửa chữa là mình thấy ok. Mình mua con GoPro 6 xong rồi bị vô nước, mang qua đó bảo hành đổi luôn, rất ngon, nên là mình thấy chính sách bảo hành ở đó rất là ngon. Anh em tới thì lại là bạn Cường giới thiệu để ông có món gì mới ông quăng qua cho mình review, hay là mình mua được giá ưu đãi rồi thì mình sẽ có clip review cho anh em coi ha. Nhớ nha, gocamera.vn, 246 Cao Thắng, quận 3.